Châu Cái Bảo Lạc
sẽ tinh cầm thu hồ lãng vi châu quyết châu cai sám mi sập lục nà châu. Chơi ngàn quý ngàn đào ngày mây mây thấp hoang tối chắc chắn nghĩ sao lần
cho trong họ vô sáng đời đời, sầu đình cho trong họ khi đời đời vô sáng. Thank you.
hôn đi đã mong thấp mi cao bằng 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 cành thanh tân ngước nhiều quan mây chú thác bường ngày là tự giáng sinh họ mường cao trắng trắng tay xanh vầng tràn xinh vẻ mặt càng tươi môi son nở đóa hoa cười
thao tác chèo chơi sông Đà, khắp mọi miền kêu cầu vòng vai hai lối lần lần Chúa đói lòng thương. Hoặc ai cũng trong chiều ai mơ tự anh hùng quan quan hò quan đấy hò du hoan quan quan hò quan quan đấy hò du quê quê rừng lan rừng trúc rừng bạch mai rừng trúc rừng thơm ý đang
trăm trăm mi hoa khoe sắc ngàn nào vui sương chiều biết bay bay. Lối sang không đông
đến đưa hoa quả xanh mịn lặng lặng la trong quầy núi dùng vô qua tức thời về tiền có phen lên tới tỉnh Tuyên tung tung đông đông bắt 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 lề là biển ngự Thank you.
lắng ngân nghe tiếng khiêu véo von trên cành đồng đồng lá rừng chim quanh đi ngồi bàn nhắc trông trông lên cánh nhạc chập đại tướng đông nhung nghi quê người bạch hàng trên bụng phường lâu và những ngày trước đó thế kỷ năm 443 khi mới công nguyên có một người giặc nghề tố sát hại dân lành nghề khốn thay
lệ xéo dày nhân nghĩa hai người lành giết kẻ chung lương túi cơm ra một phương. Oh,
Yeah.
tỏ sáng soi bên đôi chúng tôi đẹp làm sao. Oh,
suốt lũ dây bồng lộc cho lắm về đây càng nhiều châu mặt cho dài sang nhiều. Cho nhiều từ năm ngoái năm xưa thành đồng đồng con nhà coi phụng thờ ba mươi mùng một mười tư dân thành ra hồ nghi cùng
châu vua. Thanh ra ngồi đem quân lên ngàn ông hoàng đôi, đem quân lên ngàn. Thanh ra ngồi mặt nước lạ lùng biến lên đi, trên mặt nước lạ lùng ông hoàng bơ thoại trần dùng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cót ngọc qua đèo vượt suối. Lối gập ghềnh thẳng tươi dài oang. Nghe tiếng mõ ngân vàng, tiếng chuông đìn vẫy tay gọi đàn con nơi hoàng bơ đây vẫn đợi. Cửa mẫu tam cờ đấy hoàng đã tới rồi. Vẫn lại tập hội cùng oan khiên từ nay ông bơ rũ sạch ngày bờ cho với họ kiều được vinh hoa. Non bồng nào phải đâu xa, vì mũ tam cờ đấy giá ngự ắt ắt là cành ngự tiên. Quan hoàng ghi chép từng tên, ghế nào có cặn có số ông bơ chép biên sang một dòng. Xem kinh nhân họ kiều con nào có dám đơn sai, mịn mịn cành 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 đu tấp trước trước phật 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 phật. Một câu con để xa hết một lòng lòng vì việc thanh họ kiều con nào có dám đứng đứng xa. Kể từ khi ông bơ loan ra về đây, bồng lai tiên cảnh thế này mà qua đền rừng gót mà coi thấy ông bơ thoải đang ngồi nghe vắng chi
nhiều hoa trải sân đình. Cung tiên mình từ có hai cánh nàng tiên đi theo. Mới hay Phật thanh nhiệm màu, ai là người tu nhân tích đức, ông bơ cho đổi sầu lấy vui. Bạch bạch nhật 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 kiếp phù sinh ghế họ Kiều đã trả hết nợ nần. Ở hay rời cũng xoay vần cho sắp đặt gọn gàng bàn đền hôm nay, sắp đặt gọn gàng trăng trăng đèn kết chữ rước ông bơ hoàng người vui. Một ước một trời mênh mông mênh mông, một ước một trời chiếc thoi của bơ thoải rước ông bơ về dưới xoài. Thành ra hồi phong qua màn 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 gì các quần màn gì các đi châu trăng lục lục đầu đầu ông cai tám thập thập lục lục ngàn châu. Thank you.
đoạn tiệc rồi ngự vui tham chúng ta trả tôi các cô tiên nữ giấc ông người dân ông dân ông để gấm gấm đi theo dòng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.